những lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Tư lệnh của lòng dân. Những lời căn dặn, cảnh báo của người đứng đầu Đảng ta: vào Trung ương là để cống hiến chứ không phải cho oai hay để kiêm trác. Nói về phong trào phòng chống tham nhũng tiêu cực: ai cảm thấy nhụt chí thì dẹp sang bên cho người khác làm. Tay đã chót nhúng chàm thì tốt nhất là nên tự gột sửa đi. Những câu nói được người dân tâm đắc chia sẻ nhiều lần trên các trang cá nhân, truyền thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc chống thứ giặc nội xâm vô hình hiểm nguy. Rồi những lời chia sẻ tự đáy lòng về cách sống: danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất, đã trở thành câu nói nằm lòng của bao cán bộ, đảng viên và nhân dân. Là người phất cờ, tiến quân vào diệt trừ tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư đã tổng kết thực tiễn, đúc rút những vấn đề mang tính lý luận sâu sắc thông qua nhiều bài viết, bài phát biểu từ khi còn công tác ở tạp chí Cộng sản. Những bài viết, bài phát biểu ấy được lựa chọn in trong cuốn Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Người đốt lò vĩ đại: quyết liệt diệt trừ mọi thói hư tật xấu, nhưng nhân văn và bình dị giữa đời thường. Với Tổng Bí thư, người dân thường gọi là Tổng Tư lệnh, người đốt lò vĩ đại, sưởi ấm lòng dân. Bởi niềm tin, vị thế của Đảng những nhiệm kỳ gần đây không ngừng được nâng cao do những thành tựu quan trọng mà đất nước đạt được trên các lĩnh vực, nhất là dấu ấn nổi bật trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực mà Tổng Bí thư là người khởi xướng, người giữ lửa và truyền lửa cho cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc một cách quyết liệt. Hơn một năm ra mắt cuốn sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế ra mắt bạn đọc vào tháng 6 năm 2023, một lần nữa cho thấy tình cảm cao quý của nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè các nước dành cho Đảng ta, nhất là cá nhân đồng chí Tổng Bí thư ngày càng sâu đậm. Đây là cuốn thứ 3 Báo Nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thực hiện từ sưu tầm, tổng hợp những bài viết trên các báo điện tử và mạng xã hội. Những bài viết tràn đầy cảm xúc chân thật như thế xuất hiện ngày một nhiều thêm. Với hơn 600 trang, cuốn sách xuất bản lần này gồm 3 phần: vững tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư, tình cảm của nhân dân trong nước dành cho Tổng Bí thư và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đọc kỹ từng bài viết, điều nhận ra rõ nhất là các tác giả không chỉ thể hiện tình cảm chân quý dành cho người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta, mà còn biểu thị quyết tâm cùng toàn Đảng biến những điều Tổng Bí thư mong muốn thành hiện thực. Đôi khi chỉ là mấy vần thơ nôm na của người dân ít khi cầm bút, nhưng cũng chứa đựng những suy nghĩ sâu sắc mà chân thành, cứ thế lan tỏa trên các trang mạng xã hội, bồi đắp thêm niềm tin của ý Đảng quyện lòng dân, truyền cảm hứng và niềm tin cho chúng ta vững bước trên con đường đã chọn.